Những mối tình đồng giới nổi tiếng lịch sử. Phần 2. Mối tình đồng giới với Mỹ Nam Khâu Dày. Hàn Tử Cao có thể mệnh danh là chồng quốc dân của chị em lúc bấy giờ bởi vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, nhưng anh chỉ yêu mỗi Trần Văn Đế, Trần Tây. Thậm chí cả hai sẵn sàng khâm ao trước triều đình, ngày đêm bên nhau, mặc cho quần thần lập anti công kích, dân chúng body Samsung các kiểu. Tử Cao còn đòi Trần Tây sắc phong mình là Nam Hoàng hậu. Vụ việc này đã khiến vương triều biến loạn, nhưng Trần Tây lâm bệnh nặng. Tử Cao ngày đêm chăm sóc như một người vợ hiền, nhưng Trần Tây vẫn chuyển server sang thế giới bên kia. Tử Cao phải lui về hậu cung và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.